Chi Linh Hải Dương xin gửi lời chào mừng đến toàn thể quý vị và anh em yêu nhạc trên mọi miền Tổ quốc và tiếp tục một video clip buổi chiều ngày hôm nay. Và bên em tiếp tục lên sóng test và giới thiệu đến các anh em một cặp loa PV full kép bass 40 Mỹ xịn. Có cái bộ đèn SP 4G tô hình 2 bass kép 40 sử dụng từ 220 côn họng 100 một tép kèn. Một cặp loa đẹp xuất sắc zin nguyên bản từ A đến Z. Và sử dụng cho không gian phòng gia đình từ 50 vuông trở lên. Chơi sân vườn phòng trà quán bar. Chất hết được chấm các bác nhá. Sử dụng vô bọc lì. Thông số kích thước của cái model SP 4G được thiết kế chiều cao khoảng 1m24, ngang là 52, sâu là 68cm. Đấy, các bác anh em chúng ta cùng quan sát cặp loa PV SP 4G. Giải bass nó xuống rất sâu, chắc mềm đúng không này? Đem vẩy rất là hay. Đấy, PV sử dụng từ 14 côn họng 51. Học kèn cực khủng các bác nhá. Đép dòng PV vẩy rất là hay các bác này. Đấy. Vâng, xin mời các bác cùng em chúng ta cùng quan sát cái hậu sau của cặp PV SP 4G. Đẹp xuất sắc các bác nhá. Đấy, bác nào chốt cặp này liên hệ bên em. Model SP 4G công suất cực khủng. PV. Công suất maximum 2400W đánh ở trở kháng 4 ohm, giải tần hoạt động 1800Hz. Đấy, cặp loa PV sản xuất tại Made in USA Mỹ. Tem nhôm model sản phẩm là PV SP 4G. Vâng, cặp này đang có mức giá đầu tư rất tốt, 28 triệu. Bao lâu chốt cặp PV model SP 4G sử dụng 2 bát kép 40 từ 2 côn 100. Hàng nguyên zin nguyên bản, chất âm tuyệt vời. Đấy, mọi nhu cầu mua sắm các anh em liên hệ theo hai số điện thoại 0974 677 646 và 0982 492 65 và địa chỉ bên em tại Tứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương.